Ba mai các thầy cô quay trở lại lớp ạ. Cô chỉnh khóa trình luôn. Cô bật nút lên thử đi ạ. Cô Hoàng Anh bật mic lên, thử đi. Có trình chiếu gì cô cũng trình chiếu thử đi. À, bật rồi, hát lớp ạ. Nghe được không ạ? À, các thầy cô nghe được không ạ? Nghe được cô. À, được rồi. Rồi, các thầy cô vào đi ạ, sẵn sàng chưa ạ? Thầy cô nào có thể mở được video thì mở, chúng ta ngắm nhau nha, chúng ta chỉ cần nghe em hay thôi đó. Dạ. Thầy Hải nói là nhỏ, hơi nói hơi to một tí xíu đi. Dạ vâng. Alo ạ, các thầy cô, âm lượng như thế này là vừa chưa nhỉ các thầy cô nhỉ? Thôi tôi thấy vừa rồi đó, thầy cô nào nhỏ chịu gói đeo tai nghe ha. Rồi, mời cô, chúng ta bắt đầu nha. Thư giãn chút xíu rồi chụp cô tiến hành. Mời cô. Vâng ạ, xin chào các thầy cô ạ. À, tôi là Hoàng Anh và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các thầy cô một môn ngoại ngữ mới là môn tiếng Trung. Và để bắt đầu việc học thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ để thử thi được môn tiếng Trung này các thầy cô nhé. Các thầy cô vào lớp hết chưa ạ? Các thầy cô vào lớp hết chưa ạ? À, sẵn sàng. Dạ rồi ạ. À, dạ vâng, cảm ơn các thầy cô ạ. Thì các thầy cô vui lòng đăng nhập vào ca group và chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi này nhé. Tôi thử lên cho các thầy cô. Các thầy cô có nhìn thấy màn hình không ạ? Chúng ta sẽ cùng đăng nhập vào trò chơi nhé để khởi động ạ. Thấy. Dạ, thấy cô ạ. Các thầy cô để mạng pin rồi đi ạ. Chúng ta sẽ chỉ có để câu hỏi nhanh thôi ạ. Và mỗi câu hỏi sẽ chỉ trong 10 giây. Các thầy cô cố gắng chúng mình sẽ trả lời thật là nhanh và thật là chính xác để chúng ta có điểm gửi cao hơn các thầy cô nhé. Cùng một câu trả lời đúng nhưng mà nếu mà các thầy cô trả lời nhanh thì là chúng ta cũng sẽ có điểm cao hơn đấy ạ. Dạ vâng, tôi đã thấy bắt đầu thì có thể đạt vào rồi ạ. Các thầy cô có khó khăn gì không ạ? Hiện tại là mới có thể đạt rồi thôi ạ. Chúng ta sẽ nhanh chóng đăng nhập các thầy cô nhé. Xin chào cô Trang. Rồi ạ, đã thấy có 11 người vào rồi ạ. Chúng ta sẽ chờ thêm khoảng 10 giây nữa các thầy cô nhé, các thầy cô nhanh chóng vào ạ. Rồi có 13 người rồi ạ. 14 ạ. 15 người ạ, chúng ta sẽ bắt đầu nhé các thầy cô nhé. Có một người trả lời đúng ạ. Và hai người chọn phương án là hai người chọn phương án là 1,... Rồi, hai người chọn phương án là 1,7 tỷ. 1,7 tỷ còn lại là các thầy cô. Chúng ta sẽ chọn đúng không ạ? Chúng ta sẽ thử tiếp câu hỏi thứ hai nhé. Khởi đầu. Vâng.
Thì cô Trần Trương là người trả lời nhanh và đúng nhất ạ. Hiện tại là có 756 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi số 2 nhé. Câu 2, năm 2020, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu thứ mấy của Việt Nam ạ? A là 1 ạ, B là 2, C là 3 và D là 4. Thì cô nhanh thay ạ. Vâng, và tới 7 người chọn là quốc gia thứ nhất và chỉ có 3 người trả lời đúng ạ, đó là số 2 nhé các thầy cô nhé. Rồi, thầy cô Trần Trương ạ, vẫn đang dẫn đầu ạ. Thế bên là đã có Vũ Lộ này và Thầy Đạt và đang xếp vị trí số 3. Câu số 3, năm 2020 Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ mấy của Việt Nam ạ? 1 hay là 2 hay là 3 hay là thứ 4 nhỉ các thầy cô nhỉ? Vâng, câu trả lời rồi, tất cả các thầy cô đều trả lời đúng ạ. Chúng ta đi xem bảng tổng sắp. Rồi, thầy cô Trần Trương vẫn là ở dẫn đầu, là đã có xuất hiện thêm trong top 5 ạ. Câu số 4 nhé các thầy cô nhé. Hiện nay tiếng Trung không phải là ngôn ngoại ngữ một trong chương trình phổ thông, đúng hay sai ạ? Ồ, 50-50 ạ. Dạ vâng. Chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ bàn một vấn đề này nhé. Dạ. Vâng, đã có bảng sự thay đổi trong bảng tổng sắp ạ. Rồi, và thầy cô Trường Trương vẫn đang dẫn đầu. Câu số 5 ạ. Tiếng Trung được Bộ Giáo dục thí điểm là môn ngoại ngữ 1 trong chương trình phổ thông từ năm bao nhiêu? Và kết quả là năm 2016 các thầy cô nhé. Rồi ạ, cô Lụa đã dẫn lên đứng thứ hai rồi ạ, và thầy cô Trường Trương vẫn đang dẫn đầu. Chúng ta sẽ chỉ có hai câu hỏi nữa thôi ạ. Theo bạn, bài học đầu tiên cho người bắt đầu tiếng Trung là gì? Vâng, có 5 người trả lời đúng ạ. Và để xem chúng ta có sự thay đổi không các thầy cô nhé. Dạ vâng, cô Thái Thị Trung đã lên bảng xếp hạng ạ. Và một nhân vật là Hứa Hú cũng đã xếp thứ 3. Và chỉ có một câu quyết định nữa thôi các thầy cô ạ. Chúng ta sẽ làm một câu cuối cùng. Theo bạn, phiên âm tiếng Trung thuộc vùng quả những thành phần nào? Vâng ạ, có đến 10 trên 15 người trả lời đúng câu này ạ. Thì chứng tỏ là trong lớp mình cũng khá có nhiều các thầy cô am hiểu về môn tiếng Trung này ạ. Và chúng ta sẽ xem kết quả cuối cùng nhé. Vâng ạ, đứng thứ 3 là cô Lụa ạ. Đứng thứ 2 là cô Hú ạ. Và vâng, trước đầu tiên vẫn là thầy cô Trần Trương đúng không ạ? Đã xin chúc mừng ba thầy cô ạ. Thì hiện tại là tôi sẽ tạm thời kết luận là ba thầy cô đã có am hiểu và có áp đất nhất định về môn ngoại ngữ mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Chúng ta sẽ quay lại bài giảng của mình nhé. Cho tôi hỏi là thầy cô Trần Trương là ai có thể lên tiếng được không ạ? Một nhân vật bí ẩn đúng không ạ? Chúng ta sẽ tổng kết lại những câu hỏi mà chúng ta vừa mới chơi cùng nhau, và có một là có năm sự thật về môn tiếng Trung này. Các thầy cô có nhìn thấy bảng có những cái slide không ạ? Xin mời các thầy cô có nhìn thấy slide không ạ? Nhìn thấy ạ. Vâng, cảm ơn các thầy cô ạ. Thì đầu tiên ạ,
có đến 1,5 tỷ dân số thế giới sử dụng ngôn ngữ, bạn nghĩ là sử dụng ngôn tiếng Trung là ngôn ngữ chính của mình. Và các thầy cô có biết hiện tại là trên thế giới chúng ta có bao nhiêu dân số không ạ? Đấy thứ hai ạ. À, đúng rồi. À, xin cảm ơn thầy. Thầy ạ. À, xin hỏi là thầy thầy nào được phát biểu ạ? Dạ vâng. À, thì đến phát biểu từ năm 2020 ạ. Thì là đúng như thầy nói là trên thế giới có khoảng 7 tỷ người và con số chính xác là 7,8 tỷ người các thầy cô. Và có đến 1,5 tỷ, tức là tương đương với 20% dân số thế giới đã sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung này. Và như các thầy cô đã biết là có một khá là nhiều các quốc gia có các cộng đồng người Hoa sinh sống, thì thực ra thì con số mà người sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung là ngôn ngữ chính ấy, là phải nhiều hơn con số 20% dân số thế giới này để các thầy cô ạ. Tiếp đến một cái sự thật thứ hai là thực ra đến từ năm 2016 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thí điểm tiếng Trung là ngôn ngoại ngữ một trong một số lớp phổ thông. Tức là sao ạ? Tức là ngoài ngôn tiếng Anh, các thầy cô có thể chọn là tiếng Anh là ngôn ngữ ngoại ngữ chúng ta học trong phổ thông. Và ngoài ra nếu các thầy cô không học tiếng Anh thì chúng ta sẽ có thể học là tiếng Nga này, tiếng Pháp này, tiếng Trung, tiếng Nhật. Và vừa qua là năm 2019 là có tiếng Hiển thêm tiếng Đức và tiếng Hàn sẽ trở thành ngôn ngoại ngữ một trong bậc giáo dục phổ thông. Và xin update với các thầy cô một vài thông tin như vậy. Và tiếp theo là Trung Quốc chính là nước thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tức là chúng ta nhập khẩu rất nhiều lượng hàng hóa từ nước ngoài và số lượng mà nhập khẩu, sản lượng mà nhập khẩu lớn nhất chính là từ quốc gia là Trung Quốc. Và Trung Quốc chính là nước xuất khẩu thứ hai của nước ta, chỉ sau Mỹ. Và hiện nay thì nền kinh tế thế giới, nền kinh tế đầu thế giới là vẫn là Mỹ, nhưng mà Trung Quốc đã vươn lên là nền kinh tế thứ hai. Và cũng có thể là trong thời gian sắp tới, thời gian gần thì cũng sẽ nhanh như ở Mỹ. Chúng ta cũng không thể đoán trước được, nhưng mà với tình hình mà tăng trưởng kinh tế rất là mạnh và nhanh như hiện nay thì Trung Quốc cũng có thể là sẽ rút dần được khoảng cách với Mỹ. Và xin phép hỏi các thầy cô một vài câu hỏi như sau ạ. Thì cho tôi hỏi là các thầy cô đã từng học hay là sẽ có ý định học mà chưa có ý định học tiếng Trung trong thời gian tới hay không? Thì nếu mà các thầy cô nào là trả lời là chưa thì chúng ta sẽ không cần phải làm câu hỏi tiếp theo nữa. Còn nếu mà các thầy cô có ý định học ấy, thì có thể cho tôi biết là lý do mà các thầy cô đã học sẽ học hay không, và mục tiêu mà các thầy cô muốn đạt được sau khi mà học tiếng Trung này là gì ạ? Vâng, xin mời các thầy cô có thể chia sẻ cùng tôi được không ạ? Chúng ta cứ comment đi ạ. Và nếu mà các thầy cô nào là chưa có ý định học thì chúng ta comment là chưa. Vâng, xin cảm ơn thầy cô Phạm Thanh nữa. Alo, xin chào cô Hoàng Anh ạ. Dạ vâng, xin chào thầy An ạ. Mình đã có học qua tiếng Trung rồi ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, các thầy cô cứ bật mic chia sẻ hoặc là chúng ta sẽ comment ạ. Chúng ta biết được ạ, cô Hà Tâm là có ạ, là có ý định học này thì cô đã học rồi nhỉ, cô Hà Tâm? Mà có ý định học đúng không ạ? Và chúng ta sẽ muốn học tiếp được. Cô Lụa chẳng là thích học. Dạ. Alo. Dạ. Dạ, alo. Dạ vâng, em nghe ạ. Dạ vâng. Thưa cô, mình thì rất là thích học tiếng Trung, nhưng là do là rất không biết là nên bắt đầu từ đâu và có thể đăng ký ở một cái trung tâm nào thuộc Sài Gòn để có thể cảm thấy là tin cậy nhất nếu như mình có thể học lớp tiếng Trung này. Mong cô giáo tư. À, dạ vâng, là con câu hỏi của cô Trang ạ. Xin lỗi thầy, là tạm từ sơ một tí, là thầy đang share màn hình đúng không ạ? Em không biết là tắt cái share của thầy như thế nào. Rồi để em share màn hình nhé. Thì chung là có rất nhiều thầy cô là có ý định học tiếng Trung ạ. Và những thầy cô nào mà chưa có ý định học tiếng Trung thì hy vọng là sau cái buổi giới thiệu ngày hôm nay thì các thầy cô cũng sẽ có một chút hứng thú về cái môn học này, các thầy cô nhé. Đã học tiếng Trung ạ, biết tiếng Anh và tiếng Trung nước ngoài rất tự tin ạ, đúng rồi ạ. Ok, rất là khó. Dạ vâng, rất nhiều thầy cô
cảm thấy là viết chữ Hán khó, nhưng mà thực ra là chúng ta có cái phương pháp, có cái cách thì nó sẽ dễ nhiều hơn. Tiếng Trung dễ nói đúng không thầy? Giống như tiếng Việt đúng không ạ? Dạ vâng, thì như chúng ta vừa chơi một trò chơi ạ. Để mà nhập môn tiếng Trung thì chúng ta sẽ phải bắt đầu bằng một bài học, chính là học phát âm tiếng Trung. Giống như ở trong tiếng Việt ạ, khi mà chúng ta bắt đầu học thì chúng ta cũng sẽ phải học tiếng Văn, hay là học tiếng Anh cũng vậy, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu bằng luyện tập tiếng Anh trước, luyện nói tiếng Anh trước. Và trong mục tiêu buổi học ngày hôm nay thì tôi sẽ giúp các thầy cô hiểu được tiếng Anh và các thành phần tiếng Anh trong tiếng Hán. Thứ hai là chúng ta sẽ biết được cách phát âm các thanh mẫu. Chúng ta sẽ chỉ học một nhóm thanh mẫu trong ngày hôm nay. Mục tiêu thứ ba là chúng ta sẽ biết cách phát âm các vận mẫu đơn, và cuối cùng là chúng ta sẽ nắm được cách phát âm những thanh hiệu chỉnh trong tiếng Trung. Thưa giới thiệu qua thì các thầy cô có một cái nhìn khái quát ạ. Thì như các thầy cô nhìn thấy ạ, chúng ta sẽ nhìn có một cái chữ tiếng Hán như thế này, là các chữ gồm các nét, gọi là chữ tượng hình. Và bên cạnh ở trong tiếng ạ, chính là phiên âm ạ, là mục tiêu mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Và phiên âm sẽ bao gồm những thành phần nào ạ? Có một vài thầy cô đã trả lời đúng trong câu hỏi vừa rồi đấy ạ. Thì là phiên âm chúng ta sẽ bao gồm là thanh mẫu, có nghĩa là giống như âm của trong tiếng Việt đấy ạ. Đến là vận mẫu giống như là nguyên âm, và cuối cùng là thanh điệu chẳng phải dấu. Thì một phiên âm hoàn chỉnh chúng ta sẽ bao gồm là cả ba thành phần này. Nếu như thiếu một thành phần, các thầy cô có nhìn thấy màn hình slide không ạ? Và vừa lại có một thầy chia sẻ để em đã share lại, rồi không biết là đã được chưa? Qua Tâm ơi, nhìn thấy rõ không? Dạ vẫn thấy bình thường ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn các thầy cô. Vâng, thì nếu như mà chúng ta thiếu một cái thành phần trong trong phiên âm này, ví dụ chúng ta thiếu một cái tín hiệu ạ, thì sẽ không trở thành một phiên âm hoàn chỉnh, các thầy cô nhé. Và trong tiếng Hán có tổng cộng là có 21 thanh mẫu, 36 vận mẫu và 4 thanh điệu. Thì trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ học một nhóm thanh mẫu đầu tiên đó, các thầy cô dùng trong bài thanh mẫu ạ. Thì trong tiếng Trung họ sẽ chia ra là 7 nhóm thanh mẫu cơ bản. Thì họ đặt tên cho các nhóm thanh mẫu này là cái bộ phận phát ra âm thanh. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ học âm thanh thôi. Tiếp đến là vận mẫu, là chúng ta sẽ chỉ học là vận mẫu đơn. Và cuối cùng là thanh điệu, là chúng ta sẽ học hết nhóm bốn nhóm thanh điệu chính. Và chúng ta sẽ làm bài giảng luôn. Thì nhóm thanh mẫu đầu tiên chúng ta học là âm hai môi, thì là bộ phận phát ra âm hai môi của phát ra âm thanh này chính là dùng hai môi để tạo ra âm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là chữ bờ đúng không ạ? Chữ bờ này thì chúng ta sẽ phát âm là đưa, là búa, có thể cũng phải là búa, đưa, đưa. Thì chúng ta sẽ nhấn chặt hai môi ạ, các thầy cô chú khẩu hình nghĩa ạ. Và chúng ta sẽ nhấn chặt hai môi và phát âm là tu, tu. Và chúng ta sẽ không để cho hơi ở trong miệng, chúng ta sẽ không để cho hơi ở trong miệng bật ra nhé. Và tôi sẽ đặt trước một miệng vào, chúng ta sẽ thử một vài câu, thầy cô chúng ta sẽ thử nhé. Đầu tiên là chữ đầu chúng ta sẽ đặt là tu, một hơi. Cứ đến âm chữ phê phở bên cạnh ấy, chúng ta cũng phát âm tương tự, mình sẽ phát phơi ra, chúng ta sẽ đọc là khô, khô. Các thầy cô thấy mà, chúng ta sẽ đọc lại nhé, hai âm là khô, 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 khô. Và âm đầu tiên là âm mộ, và chúng ta sẽ phát âm là mua, mua bán nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu hai mơ, chúng ta sẽ không đọc như tiếng Việt là mua, mua. Không đọc như thói quen, chúng ta sẽ đọc là đúng rồi, bật hơi nào, khua, khua, đúng rồi, mua, mua, rất chính xác nào, cô xin mời cô Trang đọc lại cả ba âm ạ. Khua, mua, mua. Chúng ta đọc chậm một chút nhé, nào, âm đầu tiên. Khua, khua,
đúng rồi, cua không được hơn nhá, cua rồi cua đúng rồi ạ, cua rất chính xác, cua ừ rất tốt. Dạ, xin mời có thể con nào muốn thử nữa không ạ? Bảo xin mời thầy chọn từ sơ nào, thầy đang bật mic nhé, xin mời thầy ạ. Chúng ta sẽ đọc con đầu tiên. Cua. Ờ đúng rồi ạ, rất tốt. Chúng ta sẽ đọc không bật hơi nhé. Cua. Cua. À, không bật hơi ạ. Cua. Cua. Ừ, rất tốt ạ. Cái điểm âm thứ hai chúng ta sẽ bật hơi nào. Cua. Cua. Dạ, mình sẽ chỉ hai môi nhé, mình sẽ không đọc là phở, không đọc là phở, mà mình sẽ đọc là phở, 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 cua. Cua. Phở, phở, cua. Ừ, đúng rồi đấy ạ, thầy đọc lại ạ. Hả? Khai gì? À, khai rồi. 3 phút ra khai nữa hả? Thầy Bình An ạ, thầy Bình An hiểu thử ạ, xin mời thầy Bình An ạ. Dạ, thầy Sơn đã quay lại được chưa ạ? Alo, thầy. À, đúng rồi, cảm ơn thầy ạ, xin mời thầy ạ. Rồi. Tô, tô, mô. Dạ vâng, đúng rồi, rất chính xác. Chúng ta sẽ đọc là tô, tô, mô. Rất chính xác. Chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây nhé, bởi vì thời gian có hạn. Tôi sẽ xin phép chuyển sang phần vận mẫu. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ học kịp học vận mẫu đơn ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu thử. Đầu tiên là âm A thì chúng ta sẽ đọc như tiếng Việt, nhưng mà khẩu hình chúng ta sẽ chú trọng một chút, chúng ta sẽ không đọc theo thói quen. Chúng ta sẽ đọc A há to mồm và lưỡi chúng ta sẽ hạ xuống thấp. Chúng ta sẽ đọc là A, A, đúng không ạ? À. Đúng rồi ạ. A, khẩu hình miệng chúng ta mở to và lưỡi hạ xuống thấp. A, cái âm A thì chúng ta sẽ đọc như là O và U ấy, U. Con cua ấy, ô, chữ ô, thấy ô ấy, mình sẽ há, há mồm và tròn luôn, chúng ta sẽ đọc là ô, 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 giữa ô và u ấy. Tiếp đến là chữ e thì chúng ta sẽ đọc là ưa, ưa nhìn ấy, chúng ta sẽ đọc là ưa nhìn ấy, chúng ta sẽ đọc là ưa, ưa. Và lưỡi hơi căng, hơi để vào giữa một chút, hơi căng để tiến sau một chút thì sẽ đọc là ưa. Ừ. Dạ vâng. Rất tốt ạ, thầy ạ. Vâng, con trai rất tốt. Tiếp đến là chữ y, chúng ta sẽ để đẹp cái miệng của mình ra một chút thì chúng ta sẽ đọc là y, đúng không ạ? Như tiếng Việt thì chúng ta sẽ đọc là y, y bình thường, chúng ta sẽ không chú trọng đến cái khẩu hình. Nhưng mà y thì học ngoại ngữ chúng ta sẽ chú trọng đến khẩu hình một chút thì là âm y, hai y chuẩn. Là y, là con trai nào? Y, 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 rất tốt. Tiếp đến chữ U, chúng ta cũng sẽ đọc như tiếng Việt là U. 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 Rất chính xác. Và đến âm cuối cùng là hơi nặng một chút ạ, là âm U có dấu hai chấm trên đầu. Và chúng ta sẽ đọc là uy, uy nghiêm. Nhưng mà khẩu hình miệng chúng ta sẽ tròn như là hút sáo, thu ra một chút. Và chúng ta sẽ uy. Giữ nguyên khẩu hình cho đến khi đọc xong âm. Và chúng ta sẽ đọc là uy, uy. À, giữ nguyên khẩu hình nhé, chúng ta sẽ tròn miệng đến khi đọc xong âm là y, y, gần được ạ, cô Trang giữ nguyên khẩu hình nhé, y, y, sẽ không dùng vô một chút nữa, chúng ta sẽ đọc xong âm nào, y, y, gần được đấy ạ, rồi, ta sẽ đọc lại nhé, gần được, và xin mời người thầy cô, chúng ta sẽ đọc thử nhé, đầu tiên là a, u, u, y, u, và y, được không ạ? À, có thể có nào muốn thử không ạ? Và tôi sẽ sửa thầy là chúng ta hãy đưa thầy cô ạ. Thầy ân ạ. A, u, o, o, u, y, ô. Vâng, chúng ta sẽ đọc lại một chút nhé. Và chữ O mình sẽ đọc là ô, o, o là u ấy ạ. Giữa o là u thì chúng ta sẽ đọc là ô, ô, ô. Rồi, thành được ạ.
chữ E mình sẽ đọc là ưa. Ưa nhìn nữa thầy cô nhé, đọc tốt. Và U hai chấm thì sẽ đọc là uy nghiêm, nhưng mà chúng ta sẽ tròn môi ra nào. Ghi thầy cô nhé, chúng ta sẽ giữ nguyên của mình nào. Ghi rồi, tiền được ạ. Và phía bên thầy Ân có một cái kiểu âm thanh nha, rất là tuyệt vời, giống như kiểu giọng của thầy rất là vang. Dạ vâng, chúng ta sẽ qua cái phần ghép giữa thanh mẫu và vận mẫu. Thì chúng ta... Ô, Hoàng Anh ơi, mình đã quá giờ rồi, chắc là cô tạm dừng ở đây thôi. Cô dạ chốt vâng đi, cô chốt đi, cô chốt đi, coi như bài giảng đến đó thôi được rồi. Dạ vâng ạ. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tạm thời học đến đây ạ, giữa chúng ta học nhóm thanh mẫu và vận mẫu đơn. Thì rất mong là các thầy cô đã có một cái nhìn khái quát và cảm thấy cái môn tiếng Trung này cũng có một chút thú vị. Và cảm ơn các thầy cô và hẹn gặp lại các thầy cô trong những năm buổi giảng tiếp theo ạ. Xin chào cô ạ. Thầy Thiện. Cảm ơn cô Hoàng Anh, giọng đọc tiếng Trung hay quá. Rồi, các thầy cô ơi, chúng ta hãy cho cô Hoàng Anh một vài cái ý kiến cảm nhận là thầy cô thích điều gì ở phần giảng vừa rồi, trong vòng cả chơi nữa và qua cao hút nữa là 23 phút ít cô Hoàng Anh. Và điều gì cần thay đổi? Dạ, xin mời. Dạ, xin mời ạ. Thầy cô nào đang có mặt ở trong phòng Zoom, thầy cô nào đang kẹt công việc thì thôi không dám mời, nhưng mà thầy cô nào đang có mặt thì xin phát biểu đi ạ. Phát biểu là một cơ hội nhá, bật mic lên để nói đó. Dạ, vâng, dạ, Trang có mặt ạ, mời cô. Dạ vâng. Thưa cô, là qua cái tương tác giữa trò chơi cũng như là với này cái phát âm của cô giáo thì em thấy rằng là cái nhất là mình nhận xét cái giọng của cô giáo, cảm thấy em thấy rất là thu hút, bởi vì em luôn luôn là chăm chú vào cái miệng của cô để xem là cô sẽ nói cái gì. Cái khẩu hình rất là ok đấy. Dạ vâng, em sẽ làm theo cái việc mà cô hướng dẫn em. Và cứ như thế thì nó hết giờ và em cảm thấy là như thế tức là mình đã thu hút vào các bài học của cô. Cái thứ hai nữa là có thể cái giọng của cô cũng rất là dễ thương, tức là nó nhẹ nhàng, cho nên là phù hợp với lại cái lượng mà em nghe vừa phải. Em cũng chưa có nghĩ ra cái gì mà cần phải bổ sung vào trong cái vấn đề này, tại vì thực ra chuyên môn tiếng Trung thì không phải là của em, cho nên là em thấy như vậy là thu hút với lại những cái ai mà mới tìm hiểu tiếng Trung như em ạ. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô Trang. Vâng, xin mời một thầy cô nữa ạ. Thầy Lâm Bình An gì ạ? Thầy có nhận xét gì không? Dạ, cô Hoàng Anh rất là vui nhộn. Dạ, cảm ơn thầy. Khi mà học cái lớp đầu tiên như vậy thì các bạn sinh viên hoặc là những người mà mới tham gia học thì họ sẽ rất là thích thú hơn ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy Lâm Bình An cũng là dạy cùng ngôn ngữ với cô Hoàng Anh phải không ạ? Cũng là dạy tiếng Hoa đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi, chiều nay em sẽ dạy môn nâng cao ạ. Dạ vâng, tốt quá, cảm ơn thầy. Đó, thế là cùng nghe rồi. Rồi, cảm ơn thầy An và cô Trang. Tôi muốn chia sẻ với cô Hoàng Anh một vài điều và cả lớp một vài điều qua cái giờ giảng rồi. Thứ nhất á, là trò chơi rất là thú vị, mà trò chơi lại mang tính học thuật. Trò chơi là để học, chơi để học. Kahoot là một cái cách chơi rất là hay qua mạng mà bây giờ thường khá là phổ biến á. Nhiều thầy cô rất là thích và học viên rất là thích. Nhưng mà với lớp sinh viên thì có lẽ hào hứng hơn, lớp người lớn thì đôi khi họ kích hoạt cái công nghệ nó hơi khó một tí. Một số thầy cô lớp mình cũng vào được với cô Hoàng Anh. Nhưng mà phát huy trò chơi này nha, trò chơi này rất là hay và nó hiệu quả và nó kết nối được cái người học và giáo viên cũng như là với bài giảng luôn, đạt được mục tiêu giảng dạy. Cái ưu điểm thứ hai là số liệu của cô rất là tạo cảm hứng, số liệu trong trò chơi và sau đó sau chơi cô chốt lại rất hay bằng một slide. Rất nhiều thầy cô chơi xong nhưng không chịu cốt kết cái nội dung chơi với bài học. Ví rất nhiều thầy cô có chơi nhưng không tạo thành thông điệp bài học, thì cô Trang, cô Hoàng Anh đã làm được cái điều là kết nối được cái thông điệp, số liệu truyền cảm hứng đấy. Người ta nghe như thế người ta có học tiếng Trung, vì thấy là cái độ phổ rất là lớn và rất là nhiều những cái mối liên hệ công việc xuất nhập khẩu với Việt Nam, cho nên đấy là một cái sự thông minh. Và quan trọng hơn là cái ý nghĩa của trò chơi nó được lồng vào bài giảng. Cái thứ ba, nó ưu điểm của cô là hướng dẫn rất là kỹ.
hướng dẫn từ từ từng bước và hướng dẫn phát âm rồi cho thực hành. Tôi thích nhất là đi hội thực hành, dù ít phút thôi nhưng mà vẫn có thực hành. Và dạy ngoại ngữ làm ôn thực hành, chúng ta phải cái thời gian thực hành của người học phải là khoảng 60-70% thì mới đạt yêu cầu, thậm chí là 80 phần tốt. À, chứ nếu mà giáo viên dạy ngoại ngữ mà ít cho thực hành rất là phí, thì cái này là một cái ưu điểm của cô Hoàng Anh. Và cô dạy online quen rồi cho nên cô cho thực hành online cũng rất là thuận lợi, đúng không? Một cái ưu điểm nữa là quả thật là cái giọng, chất giọng của cô và cái khẩu hình và cái khuôn mặt rất là tươi. Cho nên là đúng như cô Trang nói, nó làm cho người ta muốn học, người ta muốn nhìn, người ta muốn nghe, người ta muốn học theo, người ta muốn bắt chước. Tức là bản thân cái thần thái của mình nha, các thầy cô nhớ là cái hình ảnh của mình là 55% tạo cảm hứng cho người khác đấy. Cho nên đừng bao giờ coi thường cái biểu cảm của mình. Cái biểu cảm trong khuôn mặt nó chính là cái truyền cảm hứng rất là mạnh. Và các thầy cô hãy thấy là cái bài giảng rồi cô Hoàng Anh đã thể hiện được một cái xuất sắc trong cái sự phù hợp với môn học và với bài học. Và cái tạo cảm hứng cho người học từ cái cách cô dẫn dắt trò chơi cho đến tổng kết trò chơi cho đến kết nối vào bài. Đó, thì đấy là ưu điểm nha. Còn cái điểm cần thay đổi thì tôi cho rằng chỉ có duy nhất là phải lý thời gian thôi. À, cho nên tại sao mục tiêu cái lập cái bài giảng nó phải có đầy đủ các yếu tố. Và nếu không lý thời gian là mình sẽ bị cháy đâu án, ướt đâu án. Đó, cho nên là hãy chú ý một chút xíu nữa thôi. Là mình có 10 phút thì mình nên giảng phần nào và không nên giảng phần nào. À, nếu mà tôi không dừng cô giảng thêm thì chắc phải đến 15 phút nữa. Đúng không? Mình phải có kế hoạch chứ, mình phải có một cái setup trong đầu cái nội dung mình sẽ dạy cho trong một thời gian cho phép, đúng không nào? Thường thì giáo viên nhiệt tình là hay dạy nhiều lắm, giáo viên có tâm là hay dạy nhiều lắm, nhưng mà phải được học phương pháp sư phạm để mà dạy hiệu quả trong một thời gian cho phép chứ không thể nhồi nhét được, đúng không? Đấy, cảm ơn cô Hoàng Anh rất là nhiều. Dạ rồi, có thầy cô nào muốn bình luận thêm hay muốn chia sẻ thêm không? Xuất sắc 95 của Hoàng Anh. Em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Thêm cái bài viết cuối khóa nữa là cô Hoàng Anh có thể được mời rồi đó. Cả nhóm hãy chúc mừng cô Hoàng Anh đi ạ. Và nhóm mình cũng được lợi thêm đấy. Cảm ơn cô Hoàng Anh. Chúng ta đến người thứ hai ạ. Người thứ hai mới đăng ký là cô Trang đúng không ạ? Dạ đúng. Trang có phải chiếu gì không? Cô trình chiếu cô thử đi. Mời các thầy cô nha. Cô Trang ơi, cô giả định lớp này là sinh viên hay học viên ngành gì? Để cho mọi người chuẩn bị tinh thần đóng vai chứ. Dạ thưa cô, lớp này là sinh viên thưa cô. À sinh viên, cô dạy môn gì nhỉ? Để mọi người chuẩn bị tinh thần lên nghe. À, dạ thưa cô, môn của em dạy là sẽ là thực hành doanh nghiệp ạ. À thực hành doanh nghiệp, lớp sinh viên nhá các thầy cô, đây mình đóng file sinh viên lớp thực hành doanh nghiệp nhá. Cô bật video lên nói đi, cô có sự trình chiếu gì thì cô trình bày file đi. Đợi cảm ơn cô, chúng ta có thể bắt đầu ạ. Mời cô. Xin chào tất cả các bạn. Đã có mặt video lên được không? Bật đi không? Là tôi thấy rồi. Dạ, xin mời cô. Thì đang học. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì tôi tới đây để gặp với các bạn cũng như là để trao đổi với các bạn một số thông tin cũng như là những cái tư thiết cần thiết để chúng ta có doanh nghiệp. Thời gian của chúng ta có khoảng 10 phút. Thì trong 10 phút này, cô muốn rằng là các bạn sẽ trao đổi với cô cũng như là nói lên những cái nguyện vọng, mong muốn của mình để cô thấy được từ các bạn có những cái yêu cầu gì, có những cái nhu cầu gì khi đi thực tập tại doanh nghiệp để chúng ta cùng kết hợp và thực hiện tốt cái chương trình mà khoa cũng như là bên chuyên ngành giao cho cô và cho các bạn ha. Đối với cái quãng thời gian đi thực hành tại doanh nghiệp thì lần này là thực tập tại doanh nghiệp quãng thời gian kéo dài khoảng 3 tháng. Như những tháng trước thì chúng ta đi thực hành tại doanh nghiệp là 1 tháng thì cái độ yêu cầu nó sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên lần này 3 tháng và tốt nghiệp ra trường cho nên cô và doanh nghiệp cũng như khoa sẽ đặt ra những cái yêu cầu tương đối là cao cho các bạn và sẽ có những cái thang điểm đánh giá để làm sao khi các bạn tốt nghiệp ra trường rồi các bạn sẽ đạt được những cái về nghề nghiệp của mình, về những cái thao tác chuyên môn cũng như là tất cả những cái kỹ năng các bạn học tại doanh nghiệp. Trước tiên thì cho cô giới thiệu một chút xíu. Khi các bạn đi thực hành tại doanh nghiệp sẽ có những cái điều kiện cần thiết để thực hiện. Nếu các bạn ở nhà với cô, ở nhà với khoa, các bạn muốn thực hiện làm sao cũng được, có thể đi trễ, có thể đi sớm, có thể về muộn,
có thể thế này thế kia. Tuy nhiên khi đã ra doanh nghiệp rồi, các bạn lưu ý cho cô một số những điều, và đặc biệt ở đây cô sẽ nhấn mạnh với các bạn những điểm sau. Thứ nhất, đối với về ngoại hình và hình thể của các bạn, các bạn nữ và các bạn nam, đương nhiên học ngày này các bạn sẽ biết rằng chúng ta sẽ có đồng phục. Đồng phục sẽ mặc xuyên suốt từ đầu ngày bắt đầu vào và cho tới ngày kết thúc kỳ thực tập. Đương nhiên đồng phục có thể là từ phía xa, các bạn mặc đồng phục xa hoặc đồng phục của bên doanh nghiệp, tức là bên khách sạn hoặc bên nhà hàng đưa cho các bạn. Cái thứ hai là trong quá trình mà các bạn thực hiện công việc thì cô cũng yêu cầu là tất cả những nội quy cũng như là những nội dung các bạn muốn điều gì hay làm sao đó thì các bạn hãy trao đổi trực tiếp cũng như thẳng thắn ở trong cái buổi học của chúng ta ngày hôm nay ha. Nhưng thì điều đầu tiên là cô sẽ giới thiệu một chút xíu đối với các bạn nữ, yêu cầu đặt ra như sau. Từ trên xuống dưới ha, cô sẽ nói lần lượt để cho các bạn thấy được rằng là tổng thể của chúng ta phải chuẩn bị những cái gì. Về tóc tai, các bạn sẽ phải cột gọn và búi tóc đằng sau. Tất cả những bạn nữ tóc dài quá ngang vai, các bạn phải búi tóc và thực hiện gọn gàng trước khi bắt đầu ca làm việc. Các bạn nữ quý ha, nên các bạn nên chuẩn bị cho cô và nên mua cho cô những cái loại kẹp như thế này ha. Các loại kẹp như thế này rất là thông dụng để cho các bạn sẽ có những cái búi tóc đẹp. Đồng thời thì nếu như một số doanh nghiệp yêu cầu thì chúng ta sẽ phải dùng những cái loại màu xám như thế này để các bạn thấy rằng là cái đó thì đi theo với lại tân quần áo. Tuy nhiên đặc biệt thì cũng có một số bạn tóc ngắn giống như là bạn Thúy ở đây thì không cần, chúng ta chỉ cần tô son hoặc là thêm một tí má hồng cũng là được rồi. Cái thứ hai nữa là về phần tai, xuống dưới đến tai ha, các bạn nữ có thể đeo khuyên tai hoặc vòng tai. Tuy nhiên những cái trang sức này thì các bạn nên là nó bám sát vào tai của mình ha. Đối với lại các khuyên tai và vòng tai, các bạn chú ý nhé, nhìn vào màn hình ha, các bạn chú ý đây ha. Cô để ở đây trên là những cái loại khuyên tai mà chúng ta không nên đeo. Không nên đeo bởi vì nó quá nhiều những hột trường và những cái ấm ấm, không cần thiết. Cái thứ hai, nếu bạn nào có đeo thì chúng ta đeo những cái loại khuyên tai nhỏ bé như thế này được ha. Tiếp theo nữa là các bạn chú ý giúp cô xuống bên dưới một tí xíu. Có được đeo vòng cổ không ạ? À có, nhưng mà ít thôi, một tí thì được. Chứ còn nếu mà đeo xương sang hoặc lụ mà nó trùng trùng điệp điệp vào đó thì không được phép nha các bạn. Rồi xuống tiếp, xuống một chút xíu nữa ha. Chúng ta sẽ tới đến phần tay. Các bạn chú ý vệ sinh tay cho cô. Tất cả các bạn không có tô móng tay theo bảy sắc cầu vồng. Không có tô theo bảy sắc cầu vồng và không có một cái gì tô trên tay hết. Để tránh trường hợp về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cô, cắt cụt ngón tay, cụt cái phần cái móng ở trên á, làm sao mà nó gần sát với. Nếu ai mà muốn để thì chúng ta thêm bóng thôi và có một chút xíu ở trên thôi. Tiếp xuống bên dưới nữa là nếu như chúng ta có đeo nhẫn thì nhà hàng và khách sạn người ta cho được cho các bạn đeo nhẫn đính hôn hoặc nhẫn cưới nha. Nhưng các bạn không được đeo các cái loại nhẫn mà nó có những cái gọi là con cóc hay là con rùa hay là những cái con gì đó nó đậu ở trên tay thì rất là thứ mà nó sẽ gây ảnh hưởng trong quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi tiếp theo các bạn thực hiện đồng phục. Đồng phục thì các bạn theo quy chuẩn của khách sạn nhà hàng, ít nhất các bạn sẽ có bảng tên đi doanh nghiệp ha. Cho các bạn thấy các bạn sẽ phải đeo bảng tên. Bảng tên luôn luôn hiện ở trên ngực của các bạn. Bảng tên này thể hiện điều gì ạ? Thể hiện rằng các bạn đang mang thương hiệu của công ty, của khách sạn, của nhà hàng nơi các bạn đang thực hiện, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đó xuống một chút xíu nữa là đến phần giày dép và vớ của các bạn. Chú ý nha các bạn nữ, chú ý cho cô ha. Các bạn nữ phải mang vớ màu đen, chúng ta mang vớ màu đen và nó từ trên xuống dưới cho cô. Không có được để vớ một đằng mà quần một bên, không được để như vậy nha các bạn. Rồi tiếp xuống dưới, chú ý. Rồi về phần giày dép, các bạn nhìn nào, giày dép như thế này chỉ để đi quán nhậu thôi, không có được đi tới nhà hàng khách sạn những cái loại giày dép như thế này. Bởi vì thứ nhất chúng ta sẽ móc cái thảm của nhà hàng lên và như thế sẽ làm cho chúng ta sẽ bị vấp té. Việc nữa là nếu như chúng ta mà cứ quất cái này nguyên một ngày 24 tiếng hoặc là 8 tiếng đồng hồ thì chiều về là coi như chúng ta sẽ đừ luôn, không có thể nào làm được việc khác nữa. Cho nên
Cô khuyến khích các bạn hãy sắm cho mình một đôi giày hoặc một đôi dép chỉ có chiều cao 3 phân thôi. Đế đằng trước của các bạn và đế bằng và đằng trước cũng vậy. Mũi cũng đừng nên quá nhọn, bởi vì nếu nhọn nó sẽ đau các cái đầu ngón chân của chúng ta. Nếu có ai đã sắm cho mình đôi dép 7 phân thì xin lỗi, là để cái đó là để đi đám cưới buổi tối nha các bạn. Đừng có mang cái đó theo mà. Nhắc thêm một chút xíu nữa là về phần trang điểm của các bạn nữ thì các bạn nữ tất cả các bạn đều có tô một chút son, kể cả trong trường hợp chúng ta đang mùa dịch Covid-19, chúng ta đeo khẩu trang nhớ là phải màu xanh hoặc là màu trắng nhá. Nhưng các bạn nhớ rằng khẩu trang này các bạn vẫn phải tô son đằng sau, tránh trường hợp nếu có vấn đề gì xảy ra mà khách hàng muốn ngắm cái dung nhan của chúng ta quá, mà khách hàng đó là chúng ta mở ra một cái thì ô thôi, lúc đó thì không có vấn đề gì lỡ ngàng hết ha các bạn nhé. Rồi, đó là tổng thể một chút xíu về các bạn nữ. Còn về vấn đề các bạn nam chú ý cho cô nhé. Các bạn nam thì đương nhiên đồng phục sẽ là quần tây và áo sơ mi, cho nên đi kèm theo quần tây và áo sơ mi chúng ta không thể làm cái gì khác được. Đi giày thể thao thì nó khắc kỳ lắm, và cái đó thì không phải là đi tới để làm thực hành ở nhà hàng khách sạn hết. Cái đó thì có thể là đi chạy bộ buổi sáng hoặc là để làm cái việc riêng của chúng ta. Cho nên các bạn phải sắm cho mình một đôi giày tây, ít nhất là một đôi giày tây như thế này. Giá tiền không mất nhé các bạn, khoảng 500 ngàn thôi, nhưng chúng ta nên đầu tư. Có thể sau này để chúng ta cưới vợ hay là lập gia đình luôn thì cũng rất là tiện ha. Rồi, đi kèm theo giày tây thì các bạn nhớ cho cô phải có hàng ngày phải sơn cái giày của mình, làm sao cho nó màu cho nó thật là chỉnh chu vào, đừng có để mà vết này là vết xe, vết này là vết đất bám lên là cực kỳ là khó chịu đối với những các cái anh chị mà phục vụ và quản lý của chúng ta ha. Chúng ta đừng để làm cái điều gì của các anh chị quản lý mà khó chịu và thoải mái. Đồng thời nếu như các bạn đi giày tây, đặc biệt chú ý không được làm sao, nhiều bạn mà nhiều khi dậy quên hoặc giày vào luôn và đi làm luôn không nhớ, và các bạn để như thế các bạn tới công ty thì nó không được, cho nên chắc chắn phải đeo vớ. Và đương nhiên vớ của các bạn nam nhé, vớ của các bạn nam thì phải qua mắt cá chân, không nên trang bị những cái loại vớ như thế này. Cái loại vớ như thế này là không được nha các bạn. Vớ như thế này là chúng ta đi biểu diễn nhá, cái này là dành cho của cái khối nghệ thuật nha các bạn, không được mang vớ như vậy nha các bạn. Rồi, cái thứ hai nữa là về phần trang thể hiện ở bên ngoài của bạn, đặc biệt là cái khuôn mặt của các bạn. Các bạn nam thì thường là để râu kia rồi là để cái này để cái kia, tuy nhiên đối với quy định của nhà hàng và khách sạn thì các bạn tuyệt đối là không được để điều đó. Các bạn phải cạo râu và vệ sinh răng miệng, vệ sinh cơ thể của các bạn trước khi các bạn vào ca làm việc và sau khi các bạn ăn trưa. Các bạn nên sắm cho mình những cái thiết bị vệ sinh đeo đéo như thế này xinh xinh, các bạn bước vào trong tới ra. Các bạn sẽ cầm những thiết bị này, các bạn đi tới cơ quan làm việc, rồi sau đó đến buổi trưa các bạn ăn trưa xong các bạn có thể vệ sinh, hoặc là chúng ta có thể là làm vệ sinh đến mức nào mà chúng ta rảnh chẳng hạn thì các bạn sẽ cầm cạo râu thì các bạn phải cạo ở nhà nhé, nên nhớ nhé. Đồng thời nam nếu có đeo trang sức hoặc đeo những cái gì đó trang trí thì cũng đừng nên đeo cái mà nó hoa văn như thế này quá, nó không được luôn. Các bạn đồng hồ như thế này thì có đeo được, nhưng mà chỉ như thế này quá thì đâm ra là khách hàng là chuẩn chúng ta là thanh thiếu niên mát chưa đủ lớn, cho nên là rất là khó. Rồi đó là một số những cái yêu cầu cơ bản nhất của một bạn sinh viên nếu như các bạn muốn đi. Đấy là cái phương diện bên ngoài thôi, cô mới đang nói về cái phương diện bên ngoài để cho các bạn thấy rằng là các bạn có những cái chuẩn bị ban đầu tốt thì các bạn bước tới doanh nghiệp các bạn sẽ tự tin, và khi tự tin rồi thì mới thể hiện được tất cả các kiến thức của mình. Ngoài ra thì trong quá trình thực tập thực hành tại doanh nghiệp, cô luôn nói với các bạn rằng các bạn hãy trang bị thật kỹ các cái kiến thức, và các kiến thức này để làm chi, để sau này chúng ta ra ngoài rồi chúng ta vẫn có những cái học được từ phía doanh nghiệp, mà cái đó học đó là do các bạn tự thân các bạn đúc kết lại. Cho nên luôn luôn trong tay các bạn đi thực tập, các bạn phải có một cuốn sổ các cá nhân dành cho mình,
Cuốn sổ này sẽ ghi lại tất cả quá trình các bạn học, thực tập, đó là nhật ký của các bạn. Và cô sẽ là người kiểm tra nhật ký này vào cuối học kỳ, tức là sau 3 tháng. Các bạn sẽ phải ghi ngày này các bạn làm gì, trong ngày đó các bạn làm công việc gì, ai hướng dẫn các bạn, và các bạn rút ra điều gì từng ngày một, từng ngày một. Các bạn nhớ nhé, cái đó là điểm đó các bạn, không có thể nào mà em bỏ qua cái vấn đề đó được đâu. Thứ hai, tài liệu các bạn có trong tay và cái cuốn giống như dưới đầu giường của các bạn. Nếu như các bạn muốn học sinh này, các bạn nên nhớ các bạn phải lấy cho cô một số cái cuốn sách tham khảo ha. Cuốn sách này thì nó có tài dễ ở trên mạng, các bạn có thể download, các bạn có thể mua, có thể mượn thư viện đều được hết, đọc không được nữa thì alo cho cô sẽ chuyển các file tài liệu cho các bạn ha. Rồi qua quá trình thực tập thì cô cũng thấy rằng là các anh chị trước có rất nhiều các cái câu hỏi mong muốn mắc mà các anh chị muốn chia sẻ cũng như là muốn giải đáp từ phía cô. Vậy thì nhân đây cô là người hôm nay nên gặp trực tiếp các bạn. Nếu các bạn có tâm tư và nguyện vọng gì trước khi đi doanh nghiệp, hoặc các bạn còn đang lăn tăn bất cứ điều gì, các bạn hãy nói cho cô biết. Nếu vấn đề đó cô trả lời được, cô sẽ thông tin tới các bạn. Còn nếu không, cô sẽ hỏi những người có liên quan hoặc những người biết về vấn đề này, sẽ cập nhật những điều đó cho các bạn để các bạn cảm thấy thoải mái và tự tin trước khi chúng ta đi tới doanh nghiệp. Cô hy vọng rằng là các bạn sẽ có những cái thời gian thực tập mà các bạn trải nghiệm và thực hành sao mà thật là ý nghĩa. Thì ở trong lớp mình cô cũng biết rằng là có một số bạn lớp mình rất là tích cực, bởi vì cô thấy là có khoảng 1/3 lớp đã đi làm tại doanh nghiệp rồi và làm đúng chuyên ngành luôn. Trong đó ví dụ như là có thầy có anh rất là lớn tuổi và đi học cái này để một hình thức nào đó để chúng ta bổ sung vào cái bằng chuyên môn của mình, thì anh đó cũng có nhiều kinh nghiệm về và cái thứ hai là có chị Tâm anh Triển là những người có kinh nghiệm trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn. Thì anh chị hoặc là các bạn có cái trao đổi gì hoặc là có cái mong mỏi gì không trong quá trình mà các bạn sẽ đi doanh nghiệp thời gian sắp tới không, thì các bạn cứ chia sẻ rồi cô sẽ cùng các bạn để chúng ta thông tin tới nhau ha. Khi mà cô nói với các bạn á, thì trước đây cô gặp các anh chị lớn, các anh chị luôn luôn có một cái câu mà dường như là đợi cô lên để mà hỏi. Cô không thấy lớp mình hỏi thì tức là chắc là có lẽ là lớp mình về kinh tế thì chắc là cũng khá giả rồi, cho nên là không có ai thắc mắc gì về vấn đề các bạn đi thực tập thì có được tiền thù lao hay không, hay là có được tiền xăng xe, hay là em có được ăn cơm hay không, hay là chưa em phải đi ra ngoài em ăn cơm chưa. Thì lớp mình không có ai có ý kiến gì. Thì vậy là chắc là cái này thì cô sẽ nói với doanh nghiệp thì chúng ta sẽ không có bàn về vấn đề này ha. Có không ạ? Có không tâm tư? Có cơ ơi, có. Dạ anh xin lỗi là bạn đã từng đi làm ở đâu chưa, em đã từng đi làm ở đâu chưa em? Cô ơi, đang là sinh viên á, em chỉ thắc mắc là có nhiều món cô giới thiệu quá, không biết sao có tiền được mua nữa. Ví dụ như giày nè, phải chuyển qua giày tay, mà em đi học em chỉ có cái đôi giày thể thao mang thôi cô ơi. À, tất cả những cái mà chuyện này em nói vậy thì tức là em phải quay lại nội quy rồi đấy. Bởi vì á, trong nội quy của khoa chúng ta đó, trong nội quy của khoa mình thì ngay từ đầu năm học các bạn đã phải sắm cho mình những cái đồ dùng cũng như là vật dụng cá nhân như vậy rồi. Chẳng qua bây giờ đi doanh nghiệp thì chúng ta có thể mông má làm mới lại cho nó một chút thôi, và nếu như mà có được thì đầu tư lại cái mới. Chứ còn các em khi vào trường, khi vào khoa là các em đã có rồi nhé. Còn nếu bây giờ mà em còn đi tông nữa là không được nha. Đi tông là bao nhiêu môn học chuyên ngành vừa qua là chúng ta đã bỏ đỡ cái việc thực hiện đồng phục đó. Dạ cám rồi, nó mang mấy năm nó mòn đó rồi cô ơi. Vậy thì cô sẽ có cách tạo công ăn việc làm để cho em có thể sắm được một đôi giày mới trong vòng một tuần tới. Xin hứa danh dự là sẽ có công ăn việc làm nếu như muốn đầu tư thực sự và có một đôi giày mới. Dạ cô Trang ơi, cho em thực tập ở bên công ty xuất nhập khẩu cô, nghĩ chắc là mình có sắm nhiều trang phục cô, tại vì vào văn phòng mình tương tác, nhưng mà tí nữa rồi đi ra cảng rồi đi nhận hàng, đi giao nhận đồ ở đó thì giày tay rồi lúc nó phù hợp cô, rồi quần áo rồi mới thì vô cho kho hàng rồi nó cũng phải lắm lắm, thì nghĩ chứ cũng phải sắm nhiều bộ đi theo cô ạ.
Rồi, cảm ơn bạn Ngọc, bạn Ngọc An ha. Bạn Ngọc An ơi, chúng ta đang ở lớp này là chúng ta đang ở lớp chuyên ngành nhà hàng khách sạn nha các bạn Ngọc. Bạn Ngọc An, chuyên ngành nhà hàng khách sạn thì chúng ta chỉ có đi thực tập, và mục tiêu môn học đưa ra là chúng ta sẽ đi khách sạn từ 4 tới 5 sao. Cho nên chúng ta phải thực hiện nội quy đồng phục này, chắc chắn là không thể nào mà chúng ta mặc theo kiểu là như mấy anh ở ngoài công trường được. Cái đó là cái khoa khác, có thể là khoa xây dựng hoặc là khoa logistics hay là cái gì đó ở trong trường ha. Cho nên là đang là chuyên ngành khách sạn. Cảm ơn cô Trang, cô kết luận đi ạ. Nếu như các bạn còn có cái thắc mắc gì hoặc là còn cái quan tâm gì, các bạn có thể lấy lại số điện thoại của cô hoặc Zalo của cô. Sau khi ngày hôm nay các bạn muốn điều gì cần thiết hơn và muốn chia sẻ nhiều hơn thì các bạn cứ nhắn cho cô biết. Cô và Khoa luôn luôn ở bên các bạn và sẽ ủng hộ các bạn trong quá trình các bạn đi thực hành tại doanh nghiệp, đồng hành với các bạn. Và các bạn yên tâm rằng tất cả các bạn đi doanh nghiệp rồi, hôm nay bắt đầu và 3 tháng sau cô sẽ sang doanh nghiệp, cô sẽ tới doanh nghiệp thăm các bạn, cô sẽ đón các bạn từ doanh nghiệp trở về Khoa, đi thế nào trở về thế đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều á, và chào các bạn. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ quay trở về với lớp nghiệp vụ sư phạm của chúng ta, các thầy cô cảm thấy vừa giờ giảng rồi cô Trang thế nào? Xin mời ạ. Thầy Đạt, thầy An thử thách cô Trang rất là thú vị đấy. Cảm ơn thầy Đạt, thầy bật mic cho cảm nhận đi. Cô Trang ơi, trong khi nghe mọi người cảm nhận, cô thử chỉnh lại cái khuôn hình của cô đẹp nhất thôi nào. Để cô xuất hiện trước người học online đẹp nhất đi. Đằng trước, đằng sau, khuôn mặt của mình, nửa cơ thể của mình và cái phía sau nữa, cô chỉnh đẹp nhất đi. Rồi, xin mời. Thầy cô nói không dữ không, nó đi nói không dữ. Xin phép cô giáo. Xin phép cô giáo cho tôi được. Thầy Đạt cho nhận xét đi thầy Đạt. Dạ, qua cái phần giảng dạy của cô á, thì thứ nhất là cái phần chuẩn bị về hình thức, về hình thức bản thân của cô đó rất là bắt mắt và đúng chuyên ngành. Vì khoa du lịch, nói đến du lịch thì người ta thường nghĩ đến cái đẹp, cái thẩm mỹ. Thì cô đã trang bị cho chính bản thân mình cái hình ngoài rất là bắt mắt, nhìn là có ấn tượng ngay. Có cái khăn rất là yêu đúng không? Dạ, cái khăn rất là đáng yêu. Và cái bộ trang phục cô mặc cũng rất là chuẩn, rất là đẹp. Cho nên là sinh viên nhìn vào đã đúng là cái chuẩn mà cho dù là các em đó nó không có đủ điều kiện, nhưng nhìn vào cô thì các em phải tự nhìn lại chính bản thân mình để là chuẩn bị cái trang phục mình sẽ như thế nào cho nó phù hợp và đúng chuyên ngành. Và đặc biệt là trong cái ngành các em đang học á, thì rõ ràng là phải có cái sự chuẩn bị từ trước. Như cái phần mà đưa ra cái giả thuyết lúc nãy á, cô cũng phản biện rất là nhanh, bởi vì khi mà học thì các em đã phải chuẩn bị như vậy theo điều kiện yêu cầu của trường rồi, của khoa rồi. Do đó cái phản ứng của cô trong cái vấn đề giải quyết cái tình huống cũng rất nhanh nhạy và rất chuẩn. Chỉ có vấn đề là các em đạt đưa ra thêm tình huống nữa, đó là làm sao giải quyết, bởi vì không có tiền mà sinh viên rõ ràng có, nhưng mà qua nhiều năm đó như cô cũng giải quyết được cái thắc mắc đó trong cái tình huống rất là vui vẻ, và cũng hứa hẹn, nói chung là hứa hẹn tạo điều kiện để cho sinh viên làm thỏa mãn được cái sự mong đợi, có nghĩa là hơn cả mong đợi mà sinh viên đang mong đợi. Cái đó là cái tình huống nhận quyết của cô Trang rất là tuyệt vời. Chưa kể đến nội dung cô đang nói rồi, cũng là chuẩn bị thực tập và cần trang bị những cái gì, và chuẩn bị những gì thì rất là sát nội dung, rất đầy đủ và dễ hiểu, ngắn gọn dễ hiểu, trong đó có phần hài hước làm cho mọi người thích thú và tự động nhìn lại bản thân mình cái gì chưa đúng chưa chuẩn để sẽ làm theo cái của cô. Mặc dù cô không có cần cái slide trình bày hết, nhưng qua cái hình thái nhìn cô trực tiếp là đã thấy trực quan tất cả những cái món mà cô đưa ra, những cái hành động chỉ dẫn của cô, và tất cả rất là dễ hiểu cho nên mọi người bắt kịp rất là nhanh và lý thú để theo cô hướng dẫn từ đầu tới cuối. Nói chung là rất tuyệt vời, xin cảm ơn cô Trang. Thầy có góp ý gì không? Góp ý thay đổi á, gợi ý thay đổi thế nào để tốt hơn không? Theo mình thì chỉ có vấn đề là tại vì mình đang sử dụng thử cái Google Meet, cho nên là cái phần của cô dùng hai Meet đó, có một số bạn đã không theo kịp để biết cái nào để xem, cho nên đó là cái phần nhỏ thôi, không đáng kể. Tuy nhiên nếu mà trên một cái lớp mà chúng ta đang dạy thật sự đó, thì chúng ta cần chỉnh lại tí xíu, và khi chúng ta bắt đầu giảng dạy thì hỏi xem lớp là có nhìn thấy cô hay không. Để chúng ta chỉnh lại cho nó chuẩn hơn. Đó, dạ, chính xác ạ, đúng rồi.
Cảm ơn thầy Đạt, thầy đã copy đúng. Cô Trang phải nói cho lớp nghe là mic nào cô để hình. Nhiều anh chị đến bây giờ vẫn chưa thấy nhìn thấy hình cô Trang đâu. Tiếc quá. Trong khi cô Trang dạy là trực quan sinh động ngay làm cái đâu mô tả đấy mà không nhìn thấy hình là coi như là thất bại rồi. Những người đó không học được gì rồi, đúng không? Hơi phí. Rồi, rất cảm ơn thầy Đạt, nhận xét rất là chính xác và rất nhiều lời khen ngợi cho cô Trang. Vâng, xin mời ạ, xin mời thầy Hiếu đi ạ. Thầy Hiếu nói là cô Trang, cô Hiếu rất nhiều lời khen trên này nha. Có một nhận xét là giữ bắt, không biết giữ nào cô, thầy Hiếu. Thầy Hiếu cho nhận xét đi ạ, ưu điểm mà của cô Trang thầy thích là gì và cái điều cần thay đổi là gì? Làm nào bớt giữ hơn không? Tôi nghĩ là nhận xét của cô Trang ạ. Ta xin mời. Em chỉ giỡn thôi. Chứ thật đúng ra là mình biết là giỡn nhưng mà bạn nhận xét cái chân tình đi để cô Trang dạ, có kinh nghiệm. Thì trong qua nay thì em thấy là cô Trang là người là chuẩn bị kỹ nhất, em thấy là đầu tư về gọi là chuyên nghiệp á. Thì đọc vào mắt em là cảm thấy là chuyên nghiệp nhất. Và thì đi sâu vào trọng tâm vấn đề, không lạc đề. Ví dụ như có hai thầy là có đưa ra tình huống thử thách nhưng mà em thấy là cô Trang rất là quyết đoán. Thì nếu mà em giỡn thì gọi là giữ không giữ á, nhưng mà thật sự là gọi là quyết đoán chuyên nghiệp. Và thêm vào đó nữa là cô Trang đầu tư về dụng cụ rất là đầy đủ luôn, dụng cụ của từ nữ đến nam em thấy còn đủ hơn của em nữa. Về giày như thế nào như thế nào thì thật sự là em cũng không có góp ý gì nhiều, thì em chỉ nhận em chỉ là khen thôi. Tại vì thật sự là nếu mà đặt vào tình huống là mình là người đào tạo cho một cái yêu cầu nghiêm ngặt cho nhà khách sạn 4 sao 5 sao á, thì đúng là phải như vậy. Chứ nếu mình phải vui, mình tương tác với lại học viên, nhưng mình cũng đòi hỏi là phải nghiêm túc để thể hiện cái tính chuyên nghiệp của mình. Em xin hết. Rất cảm ơn thầy Hiếu. Cảm ơn thầy Hiếu rất là nhiều. Quay trở lại cô Trang đọc những lời bình luận mọi người đi, những lời khen rất là nhiều đấy. Thì chúc mừng cô ha. Xin nghe góp ý về giờ của cô. À, có thầy Kiệt, xin mời ạ, thầy Triển vâng. Góp ý thêm cho cô Trang ạ. Vâng, xin phép cô và cô Trang và cả lớp xin phép có vài nhận xét. Thứ nhất về trình độ chuyên môn thì rõ ràng là cô Trang nắm rất rõ cái gì mình cần truyền đạt cho sinh viên, rất rõ, nội dung rất rõ. Như vậy là về trình độ chuyên môn là rõ ràng rất là tốt. Cái thứ hai, phần chuẩn bị thì phải nói là cực kỳ xuất sắc. Bởi vì cô đã chuẩn bị những đạo cụ, dụng cụ, quần áo, bảng tên, tất cả mọi thứ để chỉ cho sinh viên trực quan sinh động. Cái phần chuẩn bị rất là tốt. Thứ ba là tác phong. Tác phong của cô Trang thì như thì không cần phải nói nữa. Rõ ràng là mọi người đã thấy rồi. Tác phong không chỉ là cách ăn mặc, cách đeo bảng tên, khăn quàng, nhưng mà cả cách nói chuyện, cách xuất hiện trước lớp học cũng rất là chuyên nghiệp. Về cái thứ tư là phương pháp áp dụng. Cái này có thể mọi người cảm thấy rằng là cách nói chuyện của cô Trang là có vẻ áp đặt sinh viên, có vẻ cứng nhắc đối với sinh viên. Tuy nhiên, tôi thấy cái phương pháp này là phù hợp cho cái nội dung của môn học này. Bởi vì buổi học này là buổi học phổ biến nội quy đi thực tập. Thì cái phương pháp cô Trang dùng theo kiểu áp đặt như thế này rất là phù hợp. Và tôi có vài cái điểm xin góp ý với cô Trang. Thứ nhất là như vừa rồi thầy Đạt và cô có nói, đó là chúng ta phải coi lại cái thiết bị, kiểm tra lại thiết bị bị. Bởi vì lúc đầu nó có cái sự trục trặc chút xíu về thiết bị và rất là nhiều người không theo dõi được cái màn hình của cô Trang. Như vậy mình phải, trước khi mình bắt đầu một cái lớp học, mình phải kiểm tra với mọi người là xem đã thấy mình chưa, nghe được chưa. Cái thứ hai, cái này là cái nó hơi khó, nó cần có nhiều thực tập hơn, đó là cái giọng nói của cô Trang có vẻ là không được xuôi lắm. Cô Trang nói hơi ngắt ngứ một chút. Thì nếu mà luyện tập nhiều hơn để cái giọng nói nó có trôi chảy hơn nữa thì quá tốt. Và cái thứ ba thì cô Thúy cũng đã chỉ ra rồi, đó là chỉnh cái khung hình lại để cho mọi người thấy được toàn bộ, ít nhất là 2/3 cái người của mình và cái phong đằng sau, thay vì cái khung hình chỉ thấy được có một khuôn mặt của cô Trang. Xin hết ạ, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn thầy Chuyển ạ. Thầy Chuyển nhận xét rất là kỹ mà chuẩn theo đúng 6 nội dung yêu cầu luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi xin quay lại bổ sung thêm một vài ý với cô Trang. Cô Trang ơi, tôi nói cô chỉnh thử đằng sau á. Cô đã chỉnh đầy đủ theo ý của cô để muốn là đẹp nhất chưa? Chúng ta nhớ nhé, chúng ta phải hình dung là người ta nhìn mình và người ta nhìn toàn bộ cái màn hình của mình, chứ không phải nhìn mỗi cái mặt của mình, đúng không? Cô chỉnh là cái đường của cái hình bên cạnh nó vẫn đang xéo vào một tí đấy, đó nó không tạo cảm hứng khi mà nhìn. Cô làm sao để cô thấy được cái màn hình, cái bảng mà có cái vòng tròn đẹp đẹp của cô ấy mới đẹp không? Đẹp thế đấy, cô vẫn để cái dọc màu trắng sang nó xấu. Cô dịch sang đi, cô bảo để chỉ trong màn hình của cô, đằng sau lưng của cô chỉ là cái bảng có cái vòng tròn đẹp thôi. Đó, rất là trọn vẹn thôi, không có nhiều cái lâu đi, không có nhiều cái chi tiết. Đó, đấy, đấy, cái góc này hoàn toàn có thể đẹp, mà dịch lên một chút xíu để không nhìn thấy cái tranh nhỏ nhỏ xíu ở bên trên. Đã nhìn thấy tranh bên trên thì phải nhìn hết, mà không thì thôi. Đó, cô chỉnh sao để cho cái khung đằng sau cô người ta nhìn, người ta phải có cảm hứng đó, một chút xíu. Và đặc biệt, cô chỉnh cái này đã đẹp hơn rất nhiều rồi nha. Là cái khuôn hình của cô, cả 1/3 người cô phía trên nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Đó, một chút xíu là thấy điều chỉnh là đẹp liền. Dịch sang một tí xíu đi, là cái vòng tròn nó rõ hơn và cái bên này nó không có cái khoảng trống màu vàng. Một chút xíu thôi, đó. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, hoặc là cô cho giữa, đó, đúng rồi. Tức là mình đôi khi giáo viên dạy online phải rất là chú ý cái phông nền đấy. Thậm chí các giáo viên không có phông nền đẹp, họ phải tạo ra một cái phông nền giả đó. Trong một số phần áp của các cái phông nền giả, họ tạo ra cảnh biển hay cảnh cây phía sau. Đó thì chúng ta hết sức lưu ý cho nha, vì họ nhìn chúng ta trong suốt một ngày học. Đó, ví dụ như là tôi cũng phải cố gắng lắm, là tôi chỉnh phòng của tôi thì không được chuẩn lắm đâu, nhưng mà tôi cố gắng lắm để cái góc đằng sau tôi nó không có tệ. Không tệ thôi, chứ còn nó đẹp như mong muốn thì phải có phông, phải có một cái chuẩn chỉ đó. Những cái nơi mà online chuyên nghiệp của họ đằng sau họ có phông, đúng không? Đó, thì đấy là một cái lưu ý. Còn cái điểm tốt của cô thì nhiều lắm, cô Trang ơi. Cô có một cái sự gọi là làm một cái câu nói là người thầy chỉ có thể dạy đúng gì người thầy chính là. Tức là cô chuẩn chỉ từ cái tóc gọn này, trang phục này, cột khăn này, khuôn mặt này, đồng phục này. Đó, cái đấy là cái mà cô làm mẫu trong nhà luôn. Đó, rồi cái cách mà cô hướng dẫn nó rất cụ thể. Rất cụ thể, mà tôi đồng ý thầy Chuyển là đây là hướng dẫn đi thực tập, đây là quy định. Không có dễ tính được, cho nên nó phải đúng chuẩn chỉ và có thể hơi áp đặt ở chuyện bình thường. Đó là quy định và sinh viên không được vi phạm. Đó, thì đấy là cái hay của cô, rõ ràng cụ thể và có trực quan, luôn luôn trực quan mọi thứ luôn. Thì cái đấy là cái ưu thế, cô không cần bài giảng, cô không cần slide, cái trực quan đó mới là quan trọng. Trực quan của bản thân cô và trực quan của những cái phương tiện công cụ mới là quan trọng nha. Rồi đặc biệt là cái phần mà cô có những cái ví dụ để cô phân tích nên và không nên. Đó, tại sao nên cột tóc và tại sao nên khuyên tai thì không nên thế này, nên thế kia, cô so sánh luôn và để cho các em biết rồi. Từ sơn móng tay rất thường tập, đó là những cái mà cô làm rất là tốt, rất cụ thể. Và đặc biệt cái phần đầu cô cho người học thấy được cái ý nghĩa của cái đợt đi thực tập này, cái tầm quan trọng của đợt đi thực tập này. Và phần cuối cô cũng chốt lại về cái việc đi thực tập này, rồi cái việc báo cáo liên quan điểm số các em, và cũng chúc các em là về an toàn, cô đón các em là về an toàn. Đó, thì đấy chính là cái thông điệp mở đầu, tâm và kết của cô rất là tốt. Cô tuy có quá giờ vài phút, cái góp ý một chút nữa cũng là quá khoảng 4 phút đấy. 4 phút so với quy định, khoảng 14 phút bài của cô. Một vài góp ý nữa nha, đó là có một cái tính lẹt xẹt trong đồ vật đạc nào đấy. Cố gắng là mình dạy online, mọi âm thanh, dù là về phía mình á, mình nghe nó nhỏ lắm. Mình lấy bút, lấy sách, chúng ta không nghe thấy đâu, cá nhân ta không nghe thấy đâu. Nhưng người nghe qua online họ thấy hết, lẹt xẹt hết. Nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Thứ một góp ý nhỏ nữa đó là cô có một chút hài hước, nhưng mà cô hãy cẩn thận, hãy đề phòng cái sự gọi là cười của sinh viên đấy nha. Ví dụ cô nói bắt đầu người đi từ trên xuống này, đi từ trên xuống này, xuống dưới này, cái này là dễ gợi lắm đấy nha, sẽ là sinh viên như vậy và họ trêu một gợi cô đấy. Đó, mặc dù cô rất là nghiêm nhưng mà cô cứ xuống thì đây là nó gợi lắm, cho nên là cô thích hài thì cô hài nha, còn không thì cô cân nhắc nha. Rồi cái tốc độ nói á, có thể có một số lúc hơi nhanh. Cô hướng dẫn chậm rãi từ từ thôi thì nó sẽ còn hiệu quả hơn. Và như hôm qua chị nói đó, cái hình ảnh 55% thì nhớ là nghiêm minh mà vẫn vui tươi. Nghiêm minh vẫn vui tươi, khuôn mặt của cô Trang hơi nghiêm, bình thường chắc nó cũng nghiêm đúng không? Cô tất nhiên nghiêm thì rất cần vì nó là nói quy định. Nhưng mà nếu có thể thỉnh thoảng, ví dụ đây là cô đang cười rất xinh, nhưng mà trong 14 phút lúc đấy cô rất hiếm khi cười,
Cô bạn nghiêm lắm. Nếu cô quay trở, nếu cô quay màn hình lại á, cô Linh mà cô quay lại buổi giảng này, cô nhớ xem lại cái đoạn giảng của cô nha. Cái bạn nghiêm lắm luôn á. Nếu cô giảng lại, cô sẽ mong là cô sẽ, cô nghĩ là mình sẽ tươi hơn đấy, chứ không phải là nghiêm như vừa rồi đâu. Ha, giọng nghiêm thì tốt nha. Cái nghiêm là nói quy định, học sinh nó sẽ tôn trọng cái quy định hơn. Nhưng mà khuôn mặt nghiêm quá thì chiếu đi cái cây cảm hứng. Ha, thỉnh thoảng cần nghiêm thì cứ nghiêm thôi. Nhưng mà nên đan xen giữa nghiêm và vui tươi. À, thì có một vài góp ý nhỏ nhỏ thế thôi. Tôi tin rằng với phong cách của cô Trang thì học trò rất là thích, vì hướng dẫn đâu ra đấy và làm việc một chuyên nghiệp rõ ràng, không có cái kiểu làm việc mà theo kiểu cho có. Và sinh viên của cô sẽ học được tác phong của cô, thì họ đi làm, họ thực tập, họ cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Rồi, cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Bây giờ thì tôi nhìn thời gian cho nên là tôi mới đề nghị thầy Tài là phải để đến sang chiều. Nếu giảng thêm giờ nữa chúng ta sẽ nghỉ muộn, vào trưa nay là trưa chủ nhật. Chúng ta nên dành thời gian nhiều một chút xíu cho gia đình ha. Các thầy cô, có 2 giờ giảng của cô Hoàng Anh và cô Trang, chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Xin các thầy cô hãy bật video lên và vỗ tay cảm ơn hai cô đi nào. Hai cô đều có 2 phong cách rất là tốt, rất là tốt. Đó, các thầy cô thấy không? Mỗi một cái giờ giảng thực hành nó sẽ nâng cái level của chính mỗi người giảng lên. Và nếu như tôi tin rằng hai cô được giảng thêm một lần nữa sẽ còn chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Đó, cho nên là cái ý nghĩa của những cái lớp thực hành phát phạm này là luôn luôn thực hành, thực hành, thực hành, thực hành. Thì đấy là cách mà mình nâng lên. Mọi người vỗ tay cho cô Trang và cô Hoàng Anh đi ạ. Quá hay đúng không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người. Đã đó, thầy Sơn thấy ơi, cái vỗ tay được. Dạ, cảm ơn ạ. Đó, bây giờ chúng ta phải chia tay nhau và chiều chúng ta gặp lại nhau đúng 1:30. Tôi sẽ có 10 phút thư giãn cho các thầy cô và ôn bài một chút xíu, và sau đó đến bài của thầy Tài, rồi đến bài của thầy Em. Đó, và sau đó là tôi mong là các thầy cô sẽ hỏi tôi những phương pháp các thầy cô quan tâm. Đó, để tôi sẽ giới thiệu nhanh một vài, ít nhất một vài phương pháp, và sau đó là chúng ta sẽ chốt lại toàn bộ môn học, cũng như là tôi sẽ gợi ý những cái đề tài mà tôi sẽ ra để các thầy cô làm bài tự luận môn học này. À, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều và chúc các thầy cô một buổi trưa ăn thật là ngon nha, nghỉ ngơi, và chúng ta sẽ vào phòng meet một sớm một chút xíu nha. 1:30 bắt đầu thì chúng ta sẽ vào lúc 1:20. Rồi, tôi thì 1 giờ bắt đầu có mặt rồi, nhưng các thầy cô cần hỏi gì hãy cứ đến sớm nha. Thầy Tài vào sớm chút để trình chiếu thử file nha. Dạ, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Xin tạm biệt. Ăn ngon miệng ạ.